Còn bây giờ là các thông tin về thời tiết nông vụ. Hiện nay, tại nhiều địa phương, bà con đã xuống giống xong vụ lúa đông xuân 2023-2024. Thời tiết sắp tới đây có điều gì mà bà con cần phải lưu ý cho việc chăm sóc không, chị Hồng Giao? Dạ vâng, trong đầu tháng 12 này thì khả năng là mưa vẫn sẽ xuất hiện. Chủ yếu là những cơn mưa rào nhẹ cục bộ về chiều tối, bà con cũng vẫn cần lưu ý để tránh các bệnh trên lúa. Như tại Long An, ghi nhận trong tuần qua, có hơn 1.800 hecta lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá. Xuất hiện chủ yếu là trên các trà lúa trong giai đoạn rễ nhánh, hơn 1.200 hecta lúa bị nhiễm bệnh cháy bì lá, chủ yếu là trên các trà lúa đồng trổ. Ngoài ra thì cũng xuất hiện sinh vật gây hại như là trầy nâu, chuột, ốc bươu vàng trên các trà lúa trong giai đoạn mạ, rễ nhánh. Về thời tiết trong một tuần tới ở Long An, mưa sẽ có xu hướng giảm. Những ngày xuất hiện mưa nhiều về chiều tối là 2 ngày tới và ngày thứ 6 của tuần sau. Các ngày còn lại thì trời đều nắng nhiều. Như vậy thì thời tiết cũng thuận lợi hơn để bà con có thể tập trung chăm sóc lúa. Nhiệt độ ở các ngày duy trì ở mức vừa phải, dao động trong khoảng 31-33 độ. Thời tiết thuận lợi nên bà con có thể tiến hành thăm đồng thường xuyên để có thể kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại và có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Với các diện tích nhiễm bệnh tùy vào từng giai đoạn của lúa mà có kế hoạch phun trừ phù hợp, chỉ nên phun thuốc khi mà trời nắng ráo. Còn với toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hai ngày tới đây thì mưa vẫn sẽ xuất hiện về chiều tối. Tuy nhiên là diện mưa chỉ khoảng một nửa diện tích khu vực, ban ngày thì trời có nắng. Nắng sẽ liên tục trong các ngày còn lại vì dự báo là mưa sẽ giảm hẳn. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ.